chào mừng các bạn đã quay trở lại với Plan V. Trong video ngày hôm nay thì Giao sẽ thực hiện một cái yêu cầu mà Giao nhận được khá là nhiều từ các bạn follower của Plan V. Cũng có rất là nhiều bạn cũng mới tập makeup đây thôi và cũng chưa có biết nhiều về makeup nữa. Cũng nhận được những câu hỏi giống như là làm sao mà em có thể có được một cái bộ makeup mà dành cho người mới bắt đầu mà có thể giúp em thực hiện được cả full face makeup luôn nhưng mà cũng không cần phải tốn quá nhiều tiền. Giao hiểu là tại vì khi mà mình vừa mới bắt đầu với makeup á thì mình cũng không có muốn là tiêu tốn một cái khoản nào đó quá lớn cho cái việc mà mình mua những đồ makeup nè, rồi cả những cái cọ hoặc là những cái công cụ. Thế nên là Giao đã tổng hợp được một cái makeup bag nhỏ xinh như thế này. Ở trong đây hoàn toàn là có những sản phẩm makeup đến từ những thương hiệu bình dân. Các bạn có thể dễ dàng tìm mua mà không cần phải tốn quá nhiều tiền để có thể thực hiện được một full face makeup. Và bây giờ thì mình cũng bắt đầu luôn nha. Và để bắt đầu thì Giao sẽ nói về cái makeup bag này trước. Makeup bag này thì Giao nhận được trong một lần mua hàng ở clinic. Và đây cũng kiểu như là một cái travel size. Giao hay mang những cái kiểu makeup bag nhỏ nhỏ xinh xinh này đi du lịch vì nó cũng đựng được kha khá nhiều mà nó cũng không có tốn quá nhiều chỗ trong cái vali của mình á. Thì ở trong này là có hoàn toàn có tất cả những cái sản phẩm mà Giao nghĩ là rất cần thiết cho những bạn vừa mới bắt đầu với makeup. Sản phẩm đầu tiên mà Giao muốn nói đến đó chính là kem lót. Thực ra thì có nhiều bạn hỏi là bây giờ em mới tập makeup em có cần phải mua kem lót hay không? Ví dụ như nói mà để cho lớp makeup mình nó đẹp hơn, nó được giữ lâu hơn thì cần kem lót thì chắc chắn là cần rồi. Và ở đây sự lựa chọn của Giao đó chính là NYX Angel Veil Primer. Đây là Skin Perfecting Primer. Cái kem lót này Giao cũng đã nói rất là nhiều lần, cũng như là sử dụng rất là nhiều lần trong những video trước đây. Thì đây là một dạng kem lót mà làm bớt da. Nó cũng có cái tác dụng là fill vào những cái lỗ chân lông, làm cho da mình trông mượt hơn. Và từ đó thì cái lớp nền ở trên á nó đi lên trông bớt và tiệp vào da hơn. Mà Giao biết tới Angel Veil từ NYX này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà thật ra thì cũng mới sử dụng được khoảng tầm, Giao nghĩ chắc cũng được 5-6 tháng này thôi. Khi Giao sử dụng cái kem lót NYX Angel Veil này á thì Giao để ý là lớp kem nền của mình ít bị xỉn màu hơn so với những ngày mà Giao không sử dụng. Tiếp đến á là kem nền. Nếu mà ai biết Giao trong một khoảng thời gian rồi á thì đều biết là Giao rất là yêu mến cái kem CC cream từ Bourjois. Gặp ai Giao cũng recommend cái loại CC cream này hết, tại vì nó rất là nhẹ trên da nhưng mà cái độ che phủ của nó lại được như kem nền. Cái màu ở đây Giao có là màu 32 Light Beige, là một trong những màu mà Giao thấy tiệm vào da Giao nhất từ đó tới giờ luôn. Giao mua rất là nhiều loại kem nền rồi nhưng mà cuối cùng thì về cũng phải pha một chút này một chút kia. Nhưng mà đối với Bourjois CC Cream màu 32 này á thì lại tiệt một cách gần như là hoàn hảo ở trong da Giao luôn. Cho nên là đây là một trong những cái sản phẩm mà Giao cứ mua đi mua lại hoài. Tại vì nó cũng không có quá mắc tiền nhưng mà lại dễ mua nè. Nhưng mà lại cho mình một cái độ che phủ tốt. Nhìn da thì nhìn không có bị quá bóng cũng như là không có quá lì. Nhìn da nó khỏe hơn. Và cái độ che phủ của nó thì bạn có thể che được những cái nốt thâm ok. Thì tiếp theo đó mình có thể sử dụng kem che khuyết điểm. Mình cũng không cần phải quá chú trọng là cái kem nền của mình nó quá dày. Tại vì khi dày á thì nhìn nó sẽ da mình đã bị khế kỳ á. Rồi kem nền dày thì nó sẽ khó blend hơn là những cái loại kem nền lỏng lỏng như thế này. Tiếp theo là kem che khuyết điểm. Thì tất nhiên là sau cái lớp kem nền thì không thể nào mà mình che được hết. Ví dụ như là những cái vết mụn này hoặc là những cái vết ửng đỏ nó quá nhiều thì mình phải cần đến sự trợ giúp của kem che khuyết điểm. Thì kem che khuyết điểm mà ở thương hiệu bình dân mà Giao yêu thích và đây là cái tuyếp thứ hai của Giao rồi, đó chính là Maybelline Superstay Better Skin. Với em này á, thì Giao sử dụng được tới hai mục đích luôn. Một là để che mụn nè, hai là Giao sử dụng ở dưới cái quầng thâm mắt để che đi quầng thâm. Thì em này nó vừa nặng mà nó vừa nhẹ. Nó nặng ở đây có nghĩa là nó đủ cái khả năng để che đi những cái vết mụn, và nó vừa đủ nhẹ để nó có thể nằm ở dưới cái quầng thâm mắt mà không để lại những cái vết hằn ở trên cái ở dưới cái quầng thâm mà làm cho mình nhìn nó già đi. Cái Better Skin này Giao thấy nó tốt hơn cái dòng Superstay mà cái nắp đỏ rất là nhiều. Vì cái Superstay mà nắp đỏ là nó rất là nặng. Cái dòng Better Skin này á thì Giao thấy nó có nhiều nước hơn hay sao á, nó ẩm hơn và nó cái độ bám của nó rất là tốt và cái độ giữ của nó được lâu hơn. Và khi bạn bắt đầu blend ra thì nó tiệp vào da cũng rất là tốt. Còn ví dụ như sử dụng ở cho cái quầng thâm mắt đi thì nó vừa đủ ẩm để nó có thể che được
nhưng nó lại không để lại những cái vết hằn ở dưới, thì nhìn bạn trẻ trung hơn và không có bị lo ngại về cái chuyện là nó sẽ bị creasing. Màu ở đây do sử dụng là màu light 20. Đối với những bạn da trắng hơn thì mình có thể sử dụng màu fair là 10. Nhưng mà Giao thấy là hầu như các bạn mà da châu Á của mình á, thì đều có những cái gần như là tông màu da như Giao nè, thì có thể sử dụng màu 20 này được. Màu 30 thì sẽ tối hơn một chút, thì sẽ dành cho những bạn da ngâm hơn. Và để kết thúc lớp nền thì không thể nào mà mình thiếu phấn phủ được. Khi cần set cái phần concealer ở dưới quầng thâm mắt á, thì Giao sẽ cần đến phấn phủ dạng bột. Nhưng mà để set phần kem nền cho mặt á, thì Giao thích dạng nén hơn. Đây là một trong những cái sản phẩm mà phấn phủ dạng nén mà vừa túi tiền mà Giao rất là thích trong thời gian gần đây, đó chính là Cover Powder Pack từ Eclipse. Đây là một trong những sản phẩm mà Giao mua được từ nhà Sky007.vn. Sky007.vn là nhà cung cấp gần như là độc quyền của Eclipse tại Việt Nam. Thì cái lần mà Giao vào Sky007 chơi á, ở văn phòng chơi, thì họ có giới thiệu cho Giao về cái phấn phủ này. Thì về xài thôi, xài thử thì thấy cũng rất là thích. Tại vì nó, cái độ che phủ của nó không cao, nó chỉ giúp là set cái lớp nền của mình lại thôi, và nhìn cho cái lớp nền của mình nó được ráo hơn. Khi mà mình set kem nền bằng phấn phủ thì cái lớp kem nền của mình nó sẽ ít bị trôi hơn. Má hồng nè, bronzer ở trên nữa thì nó sẽ có độ bám tốt hơn. Với chất phấn thì Giao thấy là nó không có bị nặng, và khi mà mình quẹt lên tay như thế này ấy, mình thấy là phấn rất là mịn. Khi mà đánh lên trên da thì Giao cũng cảm thấy là không có bị bí cũng như là không có bị nặng mặt. Một sản phẩm tiếp theo nữa cũng là một trong những sản phẩm yêu thích nhất của Giao từ trước tới giờ luôn, đó chính là sử dụng bronzer. Mà nói về bronzer thì có rất là nhiều hãng bình dân họ thành công trong cái việc là sản xuất ra những cái loại bronzer phù hợp với làn da của châu Á. Và một trong những cái sản phẩm mà Giao ưa thích đó chính là Butter Bronzer của Fusion's Formula. Đây là một cái bronzer mà màu nó cực kỳ trung tính, nó không có ấm và nó cũng không có quá lạnh. Nó nằm ngay giữa giữa cho nên là Giao có thể double cái công dụng của cái sản phẩm này, vừa làm bronzer mà có thể sử dụng làm contour luôn. Ở trong này thì nó không phải là một cái dạng bronzer dạng lì hẳn, nó hơi có nhũ một chút xíu, nhưng mà bạn rất khó để nhìn. Khi nào mà bạn đánh nhiều lắm á, thì nó mới hiện ở trên da của bạn thôi, làm cho khuôn mặt của mình được thon gọn lại hơn. Và thêm một điều nữa mà Giao rất là thích từ cái sản phẩm bronzer này, đó chính là mùi hương. Cái mùi của sản phẩm này á, ngửi một cái thôi là thấy mùa hè rồi. Tại vì nó có mùi dứa nè, mùi dừa nè, giống như mình sẽ tưởng tượng là mình đang nằm ở trên một bãi biển nào đó, đang ngồi rong chơi. Thế nên là vừa hợp túi tiền mà lại thơm, mà lại đẹp nữa thì hời rồi các bạn á. Tiếp đến á là má hồng. Mà nói về má hồng thì Giao cũng có sử dụng khá khá những cái ở drugstore, nhưng mà đúc kết thì Giao chỉ thích của một hãng thôi, đó chính là Innisfree. Thì Innisfree á, hiện giờ họ cho ra khá là nhiều màu má hồng và theo cái kiểu single blush như thế này. Thì bạn có thể bỏ cái này vào trong cái túi rất là dễ dàng, tại vì nó nhỏ và nó rất là compact, cho nên là bạn có thể mua nhiều loại, nhiều màu mà bạn thích. Thì ở đây thì Giao có hai màu, một là màu hồng và màu cam, để mình có thể thay đổi theo tùy cái makeup look mà mình thích. Nói về chất cấp của má hồng từ Innisfree thì Giao thấy rất là pigmented, cho nên là khi mà bạn mua một cái này rồi thì bạn xài sẽ rất là lâu, tại vì một lần mình xài cũng không có nhiều. Khi mà Giao đưa tay qua vậy thôi là đã thấy màu hiện lên như vậy rồi, cho nên là một lần bạn xài cũng không có nhiều quá. Cái hũ này thôi mà rất là lâu. Cái hồi mà Giao làm cái Innisfree My Star My Palette á là cũng đã khá lâu rồi, mà bây giờ kiểu như xài như là còn mới luôn. Mà trong khi Giao mang cái này đi châu Âu xài, trời, ngày nào cũng xài hết trơn á. Không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền mà bạn có thể mua được một cái loại má hồng vừa đẹp, vừa đánh lên mà dễ blend nữa, nhìn khuôn mặt mình tươi tắn hơn, thì đồ bình dân vẫn tốt hơn. Tiếp đến là màu mắt, và Giao biết là đây cũng là một cái sản phẩm mà được request rất là nhiều, tại vì thiệt ra trên thị trường có rất là nhiều hãng cho ra màu mắt đẹp, nhìn rất là tươi tắn, nhưng mà thật sự lựa được cho mình một cái màu mắt mà để dành cho người mới bắt đầu á thì nó cũng phải suy nghĩ một chút xíu. Ở đây thì Giao có hai hãng mà Giao sẽ recommend. Đầu tiên đó chính là Innisfree. Thì đây là cái bản My Star My Palette. Ở đây á, thì đây là hầu như là những cái single pan mà những cái màu mắt đơn lẻ như thế này. Và khi mình mua nhiều thì mình có thể mua thêm một cái bản to như vậy để bỏ từng cái màu mắt mà mình thích vào. Còn nếu mà bạn là thực sự bạn chỉ cần muốn có một màu thôi, bạn chỉ
cần đi ra ngoài Innisfree và mua một cái màu mắt đơn lẻ như thế này. Đối với những bạn vừa mới bắt đầu thì mình có thể giao suggest là mình có thể mua một cái màu nâu trung tính để mình đánh vào phần hốc mắt, nhìn cho mắt nó sâu hơn. Tiếp nữa là mình có thể mua một cái màu nhũ champagne để tạo điểm nhấn cho đôi mắt, thì mình có thể đánh đó ở suốt cái bầu mắt nè, hoặc là nhấn ở chỗ khóe mắt, và có thể dùng cái đó để đánh luôn cả phần xương chân mày nữa, để cho cái khung cái chân mày của mình nó được cao hơn và mắt cũng được sáng hơn. Một hai màu mắt thôi mình cũng thể sử dụng được cho nhiều cái mục đích khác nhau rồi, thế nên là cũng không có cần phải tốn quá nhiều tiền cho màu mắt đâu. Một hãng nữa về màu mắt mà Giao cũng muốn recommend đó chính là Wet n Wild. Ở đây thì Giao có cái bản Sweet as Candy. Giao có mua kha khá bản màu của Wet n Wild, như là cái bản Walking on Eggshells, mà cái lúc đó Giao cái bản đó thì Giao đã lỡ tay làm bể mất tiêu, chỉ còn cái bản này thôi. Và màu mắt của Wet n Wild thì cũng được rất là nhiều blogger khen ngợi, là mặc dù là giá tiền rất là rẻ. Ở đây thì Giao nhớ là hình như cái bản này ở bên Mỹ là khoảng 2 đồng thôi. Chất lượng của nó thì lại rất là tốt. Ví dụ như bây giờ Giao swipe như thế này, đây, mà màu đã lên đậm như thế này rồi. Còn cái màu ở trên này là màu highlight nè. Vì cái chất như vậy cho nên là cái màu mắt của Wet n Wild blend cũng rất là tốt. À, nói về mắt nhanh quá mà Giao skip luôn phần chân mày rồi. Ở đây á, thì chân mày thì Giao có hai hãng mà Giao recommend. Một đó là NYX. NYX thì Giao có sử dụng trong những cái video trước nữa, thì là NYX HD Brow Pencil gì đó, mà cái cây chì của nó mỏng hơn và nó cũng được gọi là dupe gần như là hoàn hảo của em Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Đúng rồi, Brow Wiz chứ không phải là Brow Pencil. Thì cái đầu chì đó nó vừa nhỏ và nó có thể giúp bạn có thể vẽ được những cái sợi lông giả, nhìn cái chân mày của mình nó được rộng và nó dày hơn. Còn ở đây á, thì Giao có một cây chì kẻ Eyebrow Pencil của Innisfree, và đây là cái thứ ba Giao xài rồi. Ở đây là cái cây chì Eyebrow Pencil màu Ash Brown, màu Grey Brown, là màu nâu kiểu hơi xám xám á, thì nó sẽ phù hợp với cái màu tóc của Giao bây giờ. Đối với cái chì kẻ này á, thì cái vạt của nó là vạt xéo và cái đầu chì của nó hơi to, thế nên là nó cực kỳ phù hợp với những bạn vừa mới bắt đầu mà kẻ chân mày. Với cái đầu vạt xéo như vậy á, thì nó rất là dễ cho bạn đưa cọ và cũng dễ cho bạn tô vào những cái chỗ mà cái chân mày đó của bạn nhìn nó chưa được đậm nè, bạn cần tô vào thêm. Cái màu đó rất là dễ blend. Và một đầu khác nữa đó là một cái spoolie, cái đầu chổi á, thì bạn vừa kẻ vừa chải chân mày của mình nó cũng nhìn tự nhiên hơn nữa. Cái chất của sản phẩm này thì Giao thấy nó có hơi nhiều wax, khi mà đưa cọ nó rất khá là trơn. Vì nó trơn như vậy á, cho nên Giao thấy là nó cũng dễ sửa và dễ bôi đi. Thế nên là ví dụ như nếu mà bạn vừa mới bắt đầu á, mà bạn có make mistake hoặc là kẻ sai đi chăng nữa, thì bạn cũng có thể dễ dàng mà dùng tay hoặc là dùng cái khăn giấy ướt á, bạn cũng dễ bôi đi và tập vẽ lại thôi. Tất nhiên khi nói về mắt thì mình không thể nào thiếu mascara. Mascara thì ôi thôi, Giao từ đó tới giờ chỉ xài mascara drugstore thôi. Giao cảm thấy họ sản xuất rất là có tâm á, khi cho ra những cái cây mascara mà vừa làm dài mà vừa làm dày, mà trong khi đó là những cái khả năng waterproof của họ kiểu rất là vi diệu. Và một trong những cái sản phẩm mascara mà Giao yêu thích đó chính là Miss Manga của L'Oreal. Em này thì hình như cái phiên bản này là cái phiên bản Miss Manga đầu tiên. Đây là cái đầu chổi mà nó hơi cong một chút xíu, nó phình to ở phần bên dưới và đi thẳng lên thì nó bóp lại để thành một cái chóp nhọn. Đối với cái shape của cây chổi này thì Giao thấy rất là dễ sử dụng cho những bạn vừa mới bắt đầu. Khi mà chải á, thì nó khô được hết luôn và nó ôm trọn những cái sợi mi của bạn và giúp cho mi của bạn được chải đều hơn và mi được cong hơn. Đối với cái độ stay cũng như là long lasting của sản phẩm này thì Giao đánh giá rất là cao. Gần xong rồi, Giao chỉ còn hai sản phẩm nữa thôi là xong. Tất nhiên là đối với bạn không make up hoặc là không biết make up thì ai cũng biết về son rồi. Son thì là một phần không thể thiếu. Tất nhiên là để cho khuôn mặt của mình tươi tắn hơn thì Giao nghĩ thật ra đơn giản lắm, cũng không cần make up gì nhiều hết. Bạn chỉ cần một chút son thôi là đủ cho khuôn mặt của mình nhìn nó đã tươi tắn hơn, nhìn nó rạng ngời hơn rồi. Thì ở đây Giao có 3 option. Đây là một cái dòng khá mới của em của Bia, là Lively Lip Matte. Đây là màu đỏ. Thường á, thì mình sẽ có khoảng từ 2 đến 3 màu son để mình có thể thay đổi trong tùy dịp. Ở đây thì Giao có một màu đỏ này, và tiếp theo thỏi son nữa là một màu nude
hơi hồng một chút của Maybelline. Đây là màu Touch of Nude trong cái phiên bản Powder Matte của nhà Maybelline. Đây, rất là dễ thương như thế này. Một sự lựa chọn nữa đó chính là một màu hồng khá là đơn giản. Ở đây Dao có là màu Silver Moon của Ophelia. Tùy theo sở thích của mình có thể lựa chọn cho bản thân một cái loại son thỏi, son nước hoặc là son kem. Tùy là cái màu sắc của nó lên da của mình như thế nào. Ai cũng nói là tới son thôi là hết rồi, nhưng mà thật ra Dao là một người cầu toàn, cho nên bước cuối cùng của Dao không phải là son, bước cuối cùng của Dao thì lại là setting spray. Thì cũng trong mới cái thời gian gần đây á, thì các hãng drugstore là trời đua nhau ra những cái loại setting spray rất là tốt, và một trong những cái tốt nhất mà Dao từng sử dụng á đó chính là Wet n Wild Photo Focus setting spray. Ở đây cái này của Dao giống như là Dao sử dụng hàng ngày mà, cho nên là mấy cái này nó bị tróc ra hết trơn rồi, chữ này nọ là tróc ra hết rồi. Một cái chai như vậy thì Dao nhớ là Dao có thể xài được khoảng tầm 1 tháng. Dao thấy nó rất là tiện để mình có thể bỏ vào trong túi nè, tại vì nó không có tốn quá nhiều diện tích á. Ở đây thì nó cũng không nặng, mà bạn cũng có thể mang chai này đi du lịch luôn, tại vì nó cũng, để Dao nhớ coi, à nó chỉ có 45ml thôi, cho nên là bạn có thể dễ dàng mang đi du lịch được rồi, không cần phải mang theo cái chai bự oành như là All Nighter của Urban Decay, hay là cái loại Dao vừa mới sử dụng đây là của Revolution, cũng là một hãng drugstore, nhưng mà cái chai đó nó khá là to, còn cái chai này thì nó rất là compact nè, kiểu cầm bỏ vào trong túi cũng rất là tiện nữa. Vòi xịt đó nó khá là mịn, và khi xịt ra đây, không biết các bạn thấy không nữa. Cái vòi xịt mà phun ra cái xương mịn như vậy thì nó sẽ giúp cho cái nước ở trong này á, nó được phủ đều trên mặt của bạn hơn, cũng như từ đó thì cái lớp makeup của mình nó cũng được giữ lâu hơn ở trong ngày. Và đây là theo Dao là tổng hợp những sản phẩm makeup mà cực kỳ phù hợp với những bạn vừa mới bắt đầu cũng như trải nghiệm với makeup, để thực hiện được một cái full face mà dành cho những bạn mà vừa mới bắt đầu makeup thôi á, thì cũng không cần phải quá nhiều tiền đâu. Theo những sản phẩm mà Dao giới thiệu với các bạn ngày hôm nay á, Dao cũng thấy là nó rất là vừa túi tiền, và bạn có thể rất là dễ dàng tìm mua ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của Dao ngày hôm nay. Dao hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới với tựa đề là Makeup Brushes and Tools for Beginner. Và bây giờ thì chào tạm biệt.